Lee Kwang Soo bất ngờ tiết lộ kế hoạch cầu hôn bạn gái khiến netizen háo hức chờ tin vui. Chuyện tình của hoàng tử châu Á Lee Kwang Soo và bạn gái Lee Soo Min luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Xuất hiện trong chương trình TVN Live Party để quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt, Lee Kwang Soo đã có những chia sẻ gây chú ý về cách thức cầu hôn bạn gái. Cụ thể tại chương trình, dàn diễn viên đã được hỏi về lựa chọn giữa hai kế hoạch cầu hôn gồm công khai tại nhà hàng, khách sạn và gọi video. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lee Kwang Soo cho biết, tôi nghĩ cuộc gọi điện video sẽ tốt hơn. Han Ji-min ngay sau đó đã nhanh chóng trêu đùa nam diễn viên. Tôi nghĩ cuộc gọi điện video ổn hơn, nhưng vì Kwang Soo nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nên tôi muốn thử một lời cầu hôn công khai tại một nhà hàng khách sạn. Vào tháng 8 vừa qua, dân tình còn rộn ràng khi Lee Soo Min check-in tại quê nhà Lee Kwang Soo. Nhiều người cho rằng hươu cao cổ đã dẫn bạn gái về quê ra mắt, tính chuyện kết hôn. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, khắp châu Á xôn xao thông tin Lee Kwang Soo và Lee Soo Min xác nhận hẹn hò. Phía công ty quản lý Kingdom Entertainment cũng cho hay rằng cả hai đã chính thức trở thành tình nhân hơn 5 tháng. Họ gặp gỡ và nảy sinh tình cảm thông qua Running Man vào năm 2016. Ngoài ra, một người bạn thân thiết của cả hai cũng từng tiết lộ rằng họ gặp nhau lần đầu và đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Sự phải lòng chớm nở trên chương trình thực tế đã biến họ thành một cặp đôi thực sự. Mặc dù đó là cách câu chuyện của họ bắt đầu, nhưng cả hai không vội vã hẹn hò, mà có với nhau nhiều buổi trò chuyện và gặp gỡ lãng mạn mới quyết định tiến tới mối quan hệ nghiêm túc vào 2 năm sau đó. Kwang Soo và Soo Min là một trong số ít các cặp đôi được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình, thậm chí còn tích cực ghép đôi họ cả trước khi tin hẹn hò được công bố. Lee Kwang Soo từng chia sẻ rằng trước khi chính thức công khai hẹn hò, cả hai đã cùng nhau đi rất nhiều nơi, gặp gỡ bạn bè của nhau. Anh thừa nhận mối quan hệ nghiêm túc của mình bằng cách giới thiệu Lee Soo Min là bạn gái với bạn thân là Cho In Sung, T.O., Lim Soo Hwan và Kim Ki Bang. Khi được hỏi lý do vì sao quyết định chia sẻ về tình trạng hẹn hò của mình, Kwang Soo bày tỏ, cũng không có lý do gì đặc biệt, chúng tôi chỉ không muốn phải nói dối người hâm mộ hay hẹn hò trong bí mật. Mặt khác, vào thời điểm Kwang Soo đã chủ động công khai mối quan hệ cùng Soo Min, cũng là lúc anh được một bộ phận người xem gán ghép với Jeon Soo Min, thành viên nữ thứ hai sau Song Ji-yo. Một số bình luận cho rằng, có lẽ Kwang Soo sợ mọi người hiểu nhầm và bạn gái sẽ không vui nên mới quyết định công khai. Kể từ khi xác nhận là hoa đã có chủ, Kwang Soo cũng ý tứ hơn trong những phần thi cặp đôi của Running Man. Thậm chí anh cũng không thoải mái thể hiện sự phấn khích khi được ghép cặp cùng những thần tượng nữ như trước đây. Nếu Kwang Soo nổi tiếng là một chàng trai ấm áp với những hành động thể hiện sự quan tâm tinh tế, luôn là chàng hoàng tử ngọt ngào trong lòng người hâm mộ, Soo Min cũng được yêu mến với tính cách đáng yêu và dễ mến của mình. Không chỉ xứng đôi vừa lứa về mặt ngoại hình, mà cả tính cách hay tâm hồn của họ cũng tìm thấy ở nhau sự đồng điệu. Một người bạn thân thiết của nữ diễn viên từng chia sẻ rằng, dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi cùng nhau, nhưng tình cảm của Soo Min dành cho Kwang Soo trong chương trình là thật. Bên cạnh đó, cô cũng từng khẳng định trên sóng truyền hình rằng Lee Kwang Soo là hình mẫu lý tưởng trong lòng của mình. Điều lạ lùng là tôi thích anh ấy bởi cách tranh luận của chúng tôi cũng rất phù hợp với nhau, không phải là sự gay gắt, nó mang đến cho tôi sự thích thú và niềm vui. Trong một cuộc phỏng vấn, Lee Soo Min cho biết tình cảm của hai người vẫn tốt đẹp và sau 3 năm hẹn hò, người đẹp khẳng định Kwang Soo là một nửa hoàn hảo với mình. Trong khoảng thời gian mới yêu, cả hai hạn chế nhắc về nhau và xuất hiện trên trang cá nhân của đối phương. Nhưng ở thời điểm hiện tại, họ đã cởi mở hơn về vấn đề này. Người hâm mộ còn tin mắt nhận ra những lần xuất hiện của Kwang Soo trên trang cá nhân của Soo Min. 11 năm đồng hành cùng Running Man, những điều mà nam diễn viên gặt hái được không chỉ có tình cảm của người hâm mộ, được SBS gọi là thành viên mãi mãi, hay mức độ nhận diện được phủ sóng rộng rãi hơn, mà còn có một mối lương duyên tuyệt đẹp cùng nữ diễn viên Lee Soo Min. Hiện tại, fan chỉ còn mong chờ được chứng kiến hôn lễ hoành tráng của cặp đôi.